bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang cùng đến từ khối quản lý tài sản. Hôm nay thì mình và anh Quang sẽ cùng chia sẻ review cuốn sách Làm Chủ Cuộc Đời của Khang Sơ Rinpoche. Ngay từ đầu cuốn sách, đó là cái title là Làm Chủ Cuộc Đời đã rất là hay và nói lên những cái ý nghĩa rất là tuyệt vời, đúng không anh Quang? Anh có cảm nhận gì về tên của cuốn sách? Anh rất là ấn tượng với cái tên cuốn sách này và cái lời giới thiệu ở phía sau cuốn sách nữa. Đây nhé, quyển sách Làm Chủ Cuộc Đời chứa đựng chỉ dẫn rất thiết thực của thầy Khang Sơ Rinpoche nhằm giúp chúng ta biết rõ những gì nên và không nên làm để có được một cuộc sống hạnh phúc đích thực. À, đúng không ạ? Ngay từ cái title và lời giới thiệu đã cho thấy cái đích của cuốn sách này hướng tới rồi, đúng không ạ? Trong cuộc sống này anh tin rằng cũng đều là muốn mình có một cái cuộc sống hạnh phúc mà hạnh phúc lại đích thực nữa, đúng không? Thì trong đó cái việc mà làm chủ cuộc đời chúng ta, thì nghe đến cái từ làm chủ cuộc đời thì nó bao gồm cả chính bản thân chúng ta này, đúng không? Và những gì xung quanh chúng ta, ví dụ như gia đình chúng ta, rồi xã hội của chúng ta, đất nước của chúng ta, nó bao gồm rất nhiều thứ trong cái ý nghĩa của làm chủ cuộc đời. Nếu mà cuộc đời mình mà mình còn không làm chủ được thì có một cái câu nói cũng khá là hay, tức là nếu mình không làm chủ được mình thì mình không khác gì là cái lục bình trôi sông cả. Thì rõ ràng là cuốn sách này nó ngay từ cái tên của cuốn sách đã cho chúng ta thấy được một cái mục đích, một cái mục tiêu rất là thiết thực cho mọi người để hướng đến một cuộc sống hạnh phúc đích thực. Cuốn Làm Chủ Cuộc Đời này giống như là một cuốn cẩm nang cho những ai hay là cho tất cả chúng ta mong muốn là có được một cuộc sống hạnh phúc, hay là muốn làm chủ được chính chúng ta và những hành động của chúng ta. Và có một cái thông điệp rất là hay, đó là cuộc sống rất ngắn, hãy sống hạnh phúc với nhau. Đây là thông điệp mà tác giả có để ở cuối cuốn sách luôn anh Quang ạ. Và có lẽ thì khi mà cầm vào cuốn sách này ở phần phụ lục thì mọi người sẽ không, có thể là không muốn đọc, bởi vì là nghĩ là mang đậm cái tính tôn giáo ở đây. Nhưng mà tuy nhiên thì ngay phần đầu tác giả cũng đã giải thích, nếu như mọi người hiểu kỹ hơn, đó là nhiều người cho rằng là đạo Phật là một tôn giáo, nhưng thực sự thì đó hoàn toàn không phải là một tôn giáo, mà đạo Phật là một môn khoa học về tâm. Và đạo Phật và khoa học hiện đại thường thì giống nhau, và chỉ có một cái điểm, một chút khác biệt nhỏ, đó là mục tiêu của đạo Phật và khoa học hiện đại đều là truy tìm những chân lý và khám phá được thực tại. Nhưng tuy nhiên thì ở khoa học hiện đại thì không quan tâm đến lòng bi mẫn, còn ở đạo Phật thì quan tâm đến lòng bi mẫn. Và đây là điểm khác biệt giữa đạo Phật và khoa học hiện đại. Chính vì thế mà đây là cuốn sách mà chúng ta không thể chỉ nhìn vào đó và không đọc. Khi mà chúng ta đọc thì chúng ta sẽ học được rất nhiều những cái giá trị ở đây. Vậy thì khi ở trong cuốn sách này chúng ta tâm đắc được bài học gì ở trong này, thì mình và anh Quang sẽ cùng chia sẻ. Trước tiên thì mình sẽ chia sẻ trước, đó là bài học đầu tiên mà em có nhận được, đó là bài học về chương đầu tiên, đó là nền tảng của sự hạnh phúc. Thì phần này tác giả có chỉ cho chúng ta thấy, đó là chúng ta thường rất là thông minh, khôn ngoan, nhưng chúng ta vẫn chưa thấu hiểu được một điều tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng đó lại làm thế nào để chúng ta có một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Trong này thì đạo Phật có đề cao về tính chân lý và đức tin. Và trong đạo Phật thì có dạy chúng ta là đi tìm được chân lý và hiểu rõ được cái chân lý đó, rồi mới nên tin vào chúng. Thì chúng ta thì thường chúng ta sẽ phải phân tích một cách kỹ lưỡng, phân tích để tìm ra được cái chìa khóa của chân lý. Phải phân tích kỹ lưỡng thì ta mới nên tin theo, và như vậy thì lòng tin của chúng ta mới được vững chắc và bền vững. Và khi chúng ta có chân lý rồi, có con đường rồi, thì hãy thực hành theo nó. Cũng giống như là ở trong việc chúng ta quản lý tài chính cá nhân, chúng ta có mục tiêu và chúng ta có con đường đúng, thì khi mà chúng ta sẽ đi theo con đường đó thì sẽ không bị lệch hướng. Và ở phần cuối của chương thì tác giả có nói, đó là chúng ta không nhất thiết phải từ bỏ ham muốn và khát vọng của cuộc sống, mà chỉ cần chi túc biết đủ. Đồng thời chúng ta nên tập trung vào những ước muốn mà mang đến cho chúng ta những kết quả tích cực và giảm bớt những ham muốn thiếu thực tế. Bên cạnh đó thì nên cố gắng tiếp cận những vấn đề trong cuộc sống trên mọi phương diện và chủ động về mặt tích cực, thay đổi những suy nghĩ về mặt tiêu cực. Ngoài ra thì anh Quang còn học được bài học gì nữa từ chương này hay là những chương tiếp theo? Anh nghĩ là trong chương này có hai cái từ khóa rất quan trọng. Anh nghĩ là một cuốn sách có thể mình cũng không cần phải đọc quá nhiều thứ đâu, quan trọng nhất là mình đúc kết được cái phần gì trong đó thôi. Thì anh ấn tượng với hai cái từ là từ từ bi và trí tuệ. Từ bi và trí tuệ trong cái chương đầu tiên về nền tảng của hạnh phúc. Và anh tin rằng cái cốt lõi của tất cả mọi thứ, thực ra người ta vẫn nói về đạo Phật là một tôn giáo, nhưng anh không nghĩ rằng nó là một tôn giáo, mà nó là một cái
một cái lối sống thôi, một lối sống để mà hướng người ta đến một cái hạnh phúc bền vững dựa trên một nền tảng của từ bi và trí tuệ. Và mình tin rằng một con người đã hạnh phúc rồi thì cái chuyện mà có thể kiếm được tiền, có thể an tâm về tài chính hay là có sức khỏe tài chính là điều hết sức rất là tự nhiên thôi, đúng không ạ? Thì trong cái chương này anh học được nhiều nhất là từ đây. Thế thì rõ ràng là cái điều từ bi, đúng không? Từ bi có nghĩa là nói nôm na một cách ngắn gọn là chúng ta không làm điều ác, chúng ta làm điều thiện mà trên một cái nền tảng là biết cách điều tâm của mình như nào, đúng không? Và mình rất là ấn tượng đến một cái chia sẻ của một anh có nói rằng là gì, rất là thích cái cách suy nghĩ của một hiệp sĩ người Anh, cái hai điểm là danh dự và phụng sự. Sau cuối cùng anh ấy quyết định là bỏ bớt đi cái từ danh dự đi, còn giữ lại phụng sự thôi. Rõ ràng là một người mà đã từ bi là rất yêu thương người khác và phụng sự người khác, hướng đến rất là nhiều. Mà hôm trước có một cái podcast mà lúc mà chúng ta review về Tony Robbins ấy, thì có nói rất là nhiều là Tony Robbins có một cái cách nhìn về giá trị tiền bạc rất là hay, là tiền bạc là thước đo của những cái giá trị mà chúng ta hướng đến phụng sự người khác được, đúng không ạ? Thì nếu mà ai có một cái luyện được cái sự từ bi, tức là luôn luôn hướng cái tâm phụng sự người khác mà lại có trí tuệ của mình nữa, thì chắc chắn là những cái giá trị phụng sự rất là cao, thì không có lý do gì để người đó không thể kiếm được tiền mà không biết cách được để giữ được những cái điều đó cho cái tài chính của mình tốt được, là điều mà ấn tượng nhất trong cái chương về nền tảng hạnh phúc này. Ngoài ra thì trong cái chương này còn nói thêm một chút nữa là đến cái việc là chúng ta phải ý thức về việc luyện tâm. Cụ thể là chỉ khi nào mà chúng ta làm chủ được tâm của mình thì chúng ta mới có thể sống an lạc hơn và hạnh phúc hơn. Đấy, thì như vậy là kết hợp lại vừa có yếu tố từ bi, vừa có yếu tố trí tuệ, mà là dựa trên một cái nền tảng của một cái sự luyện tâm thường xuyên nữa, thì chắc chắn là cái gốc rễ của vấn đề là luôn luôn sẽ tìm thấy được và giải quyết được cái vấn đề về cuộc sống của mình, cũng như là cái vấn đề về tài chính của mình và gia đình mình. Đấy, đó là cái điều mà tâm đắc được từ cái chương đầu tiên này của trong cuốn sách này. Và ra thì trong cái chương này nè, thì tác giả cũng có nói thêm được là chỉ cho mình những cái ngộ nhận trên cái con đường mình đi nữa, đúng không? Nếu mà chúng ta còn không, tức là suốt ngày chúng ta cứ vô minh, chúng ta không biết được là mình sai, mình làm lạc ở đâu, thì cũng càng tệ nữa. Đấy, thì trong cái chương này nè, mình phải luôn luôn mình phân tích được cái hệ quả của cái ham muốn của mình như nào, đúng không? Không khuyến khích là mọi thứ mình không còn ham muốn nữa, nhưng mà nếu mà ham muốn của mình là hướng đến việc phụng sự để cho người khác chứ không phục vụ cho cái bản ngã, cái tôi của mình, thì cái đó đều rất là ok, chứ không phải là vì cái kiểu mà bảo là không khuyến khích ham muốn mà mọi thứ người ta không còn động lực làm cái gì nữa, thì không phải như vậy. Đó là cái ngộ nhận rất lớn trên cái con đường đó, là cái ý hồi nãy Duyên cũng có đề cập rồi đấy, tức là trong cuốn sách này người ta không nhất thiết phải từ bỏ mọi ham muốn và khát vọng trong cuộc sống, đúng không ạ? Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta tri túc và biết đủ. Cái này cũng là cái yếu tố rất là quan trọng, là trong rất nhiều chương trình mà chúng ta đã hướng đến cho nhà đầu tư, khách hàng lắng nghe cái điều này, chỉ cần chúng ta biết đủ thôi. Và Đức Phật cũng nói rồi, tức là người mà biết đủ là người giàu có và hạnh phúc nhất. Thì riêng cái việc này không đã giúp cho cái khía cạnh tài chính của mình rất nhiều. Đấy, đó là những cái điểm mà anh tâm đắc được từ cái chương đầu tiên nền tảng hạnh phúc của trong cuốn sách này. Và còn một ý nữa trong chương này mà em cũng rất là tâm đắc, đó là tác giả có nói là trong cuộc sống của chúng ta ấy, thì chúng ta gặp rất là nhiều sự cạnh tranh, và khi làm những cái công việc cạnh tranh đó thì chúng ta, tác giả đưa chúng ta những cái bài học, đó là chúng ta phải hiểu một điều, đó là kết quả không hoàn toàn nằm trong tay của chúng ta. Và khi mà làm điều mang tính cạnh tranh thì đôi lúc chúng ta sẽ quá quan tâm đến kết quả, và vì vậy mà gặp rất là nhiều những khó khăn và căng thẳng ở đây. Chính vì thế mà khi làm việc chúng ta tập trung vào những gì mình đang làm và đừng kỳ vọng quá nhiều vào kết quả, thì mọi sự cạnh tranh hay sự căng thẳng sẽ tan biến. Và đúng là có một điều mà anh Quang cũng vừa nhắc là khi mà chúng ta hạnh phúc thì mọi thứ chúng ta đều có thể làm được, và hạnh phúc thì tài chính của chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Vậy thì ngoài ra thì anh Quang có nhắc đến cả trí tuệ nữa, thì đó có phải là chương mà anh Quang tâm đắc ở trong cuốn sách này không? Ừ, đúng rồi. Một cái chương mà anh cho là có thể coi là quan trọng nhất trong cái cuốn sách này là chương về trí tuệ. Thì rõ ràng là trong hai yếu tố từ bi và trí tuệ thì yếu tố trí tuệ là yếu tố cần phải được phát triển lên. Và khi mà yếu tố quan trọng nhất ấy, là người ta phải nhìn thấy được cái sự thật như nó vốn có, là cái điều quan trọng nhất, tức là tìm thấy được cái chân lý. Và một khi mà người ta đã có được cái chân lý rồi thì cái chuyện mà cái con đường đi của họ thì chắc chắn là sẽ rất là dễ dàng. Và trong cuốn sách này thì tác giả nói nhiều về tánh không và duyên khởi. Thì thực chất là cái này đương nhiên là nếu mà đi thì nó hơi sâu về cái khía cạnh về đạo Phật, thì mình cũng không muốn khai thác ở khía cạnh đó nhiều. Chứ cái điều là mình muốn nói ở khía cạnh ứng dụng của nó thôi. Khi mà chúng ta thực sự hiểu về tánh không và duyên khởi, chúng ta hiểu một điều rằng là mình không có cái tôi bản ngã của mình để phục vụ cho chính mình nữa, thì mình không còn tham lam
vơ vét mọi thứ và mình hết, và mình hướng cái tâm đó đến phụng sự người khác, thì rõ ràng là cái người mà đã hướng đến người khác rồi, phụng sự người khác rồi, nghĩ toàn những điều tích cực thôi, tốt đẹp thôi, à, thì chắc chắn là cả khía cạnh về cuộc sống cũng như là tài chính nó đều là hết sức tích cực. Đó là cái nhân quả rất là rõ ràng, đó là cái hay nhất của cái chương về trí tuệ này mà. Như vậy thì trong cuốn sách này dạy rất là nhiều những cái bài học hay, và có hai chương làm rất tâm đắc. Một cuốn sách thì không phải là hết mà, chúng ta chỉ cần là tận dụng được 1% của cuốn sách, đó là những cái điều rất là tuyệt vời rồi. Và có hai chương mà Duyên và anh Quang rất tâm đắc, đó là chương nền tảng của sự hạnh phúc và chương trí tuệ. Và qua đó thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều những bài học ở đây. Và cuốn sách này đã cống hiến cho chúng ta những cái thực tập đơn giản và thiết thực để hiểu được và làm chủ cuộc đời của chúng ta, để hướng đến một cuộc đời tự do hạnh phúc trong tất cả các khía cạnh cuộc sống, bao gồm cả tài chính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.